kết thân với tám kiểu người này, cuộc đời sớm muộn cũng bị vùi dập. Thứ nhất, người ích kỷ, coi bản thân là nhất. Đây là kiểu người quá yêu bản thân. Họ có thể nói về bản thân họ rất nhiều, rất hào hứng mà không cần biết đối phương có lắng nghe hay không. Họ có thể luôn tìm kiếm lời khuyên từ bạn, nhưng chẳng bao giờ hỏi xem bạn đang cảm thấy thế nào. Tiếp xúc với kiểu người này, bạn sẽ luôn phải chịu đựng những chuyến phiêu lưu của riêng họ mà không thể chen vào một lời nào. Thứ hai, những kẻ không trung thực, sống giả tạo. Kiểu người này luôn tỏ ra là một người chỉn chu, sáng bóng, nhưng tính cách thực sự của họ lại không khớp với bề ngoài. Sự thật là nỗi sợ hãi lớn nhất với những người không trung thực. Họ không muốn người khác biết họ thực sự là ai. Họ che đậy và giấu giếm con người thật bên trong lớp vỏ bạn nhìn thấy hàng ngày. Theo nhà văn Todd Pearson, họ không sống thành thật với chính họ. Vậy thì bạn còn lãng phí thời gian với họ để làm gì? Thứ ba, típ người suy nghĩ tiêu cực, luôn trong trạng thái thất vọng. Nếu ai đó từ chối chịu trách nhiệm về lựa chọn sai lầm của họ, bộ phim lâm ly về sự tuyệt vọng của họ sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm phần bi kịch, ăn mòn năng lượng và sự lạc quan của bạn. Những người luôn có quá nhiều lý do để biện minh cho sự thất bại và luôn chìm đắm trong tuyệt vọng sẽ không bao giờ có thể phát triển như mọi người. Tốt nhất bạn nên tránh xa đám mây đen nếu không muốn bản thân cũng trở nên u ám. Thứ tư, tránh xa kiểu người hay đưa chuyện. Hãy cẩn thận với những người cố tình dùng thông tin riêng tư để khiến cuộc sống của người khác lao đao. Chính họ cũng không biết đến sự tổn thương mình có thể gây ra cho người khác. Một kẻ có tính hay đưa chuyện sau lưng sẽ tạo ra môi trường làm việc tiêu cực, giống như bệnh ung thư trong doanh nghiệp. Tham gia vào những câu chuyện đó, dù không góp lời, nhưng cũng có thể một ngày nào đó bạn trở thành đối tượng đưa chuyện. Hãy tránh xa những người luôn tò mò về cuộc sống của người khác chỉ để thảo luận, nhìn mặt là biết ngay hay ngồi lê đôi mách. Thứ năm, kiểu người thích kiểm soát. Một số người luôn cố gắng khiến bạn nuối tiếc vô tận vì những vấn đề đã xảy ra. Một số khiến bạn đau khổ vô tận bằng những lời chỉ trích tàn nhẫn. Một số thường xuyên đánh giá về những người khác và khiến bạn rối loạn trong những câu chuyện phức tạp. Họ cố gắng kiểm soát bạn và khiến bạn cảm thấy cần giải thích cho mọi hành động bạn đã làm để thỏa mãn thế giới quan tiêu cực của họ. Sau mỗi lần tiếp xúc, những người này khiến bạn mệt mỏi và cạn kiệt mọi cảm xúc. Thứ sáu, những kẻ chém gió, nói hay làm dở. Giám đốc tiếp thị Mark Lukominsky của hãng Sleipnir đã dùng một thuật ngữ rất hay để chỉ kiểu người này, Ultra Gribordorian, nghĩa là những người thường xuyên đưa ra ý kiến, góp ý về những vấn đề họ không có kiến thức hoặc rất mơ hồ. Tuy nhiên, những lời khuyên không có cơ sở của họ sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn, thậm chí chúng có thể gây tác hại không ngờ. Thứ bảy, người hay ghen tị, đố kỵ. Họ luôn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu người khác giảm bớt thành công, thế mạnh hay sự khôn ngoan. Người đố kỵ thường cảm thấy họ xứng đáng được thành công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù bạn cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng, thì điều đó càng khiến họ phẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của bạn. Dành nhiều thời gian cho tuýp người này sẽ khá nguy hiểm bởi họ khiến bạn tầm thường hóa những thành tựu và giá trị của bản thân. Thứ 8. Những người luôn coi nhẹ chuyện của người khác. Một vài vấn đề có thể nghiêm trọng với người này, nhưng lại quá nhỏ bé so với người khác. Nếu bạn đang tiếp xúc với người luôn trấn an bạn với câu nói "bình tĩnh nào", thì có vẻ họ cho rằng
họ là người trưởng thành hơn người và mọi người khác đều hành động như những đứa trẻ. Họ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Những người luôn tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác sẽ không phải là người bạn tốt. Kính thưa quý vị, mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa trong cuộc đời, một tính cách riêng và chí hướng riêng. Song hầu hết chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống thành đạt và có những mối quan hệ hoàn hảo. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng bạn bè của bạn là tấm gương phản chiếu hình ảnh của bạn. Và nếu bạn muốn trở nên thành công thì hãy học cách chọn bạn mà chơi như những người thành công xung quanh mình. Những phép nhìn người dưới đây, ai cũng nên biết trước khi cân nhắc kết thân hay gắn kết cuộc đời mình với ai đó. Thứ nhất, muốn biết gia cảnh, hãy để ý bạn bè xung quanh họ. Bạn bè xung quanh chính là tấm gương phản chiếu cách sống, cách đối xử và nhân cách của một con người. Nếu bạn là người tốt, có lối sống lành mạnh thì tất nhiên bạn sẽ không bao giờ giao du với những người thuộc thành phần phức tạp, nguy hiểm mà chỉ chơi với người có lối sống giống mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu này đâu có sai. Bởi vậy, nếu tình bạn hay tình yêu có tan rã, nói cho cùng cũng chỉ là không hợp. Đã hợp cạ, hợp gia cảnh thì dù là bồn nhơ hay ngọc ngà cũng sẽ có đôi có cặp. Thứ hai, muốn biết tính cách, hãy để ý khi họ thức dậy. Một người thức dậy với bộ mặt vui vẻ chắc chắn là người có tính tình dễ mến, vui tươi. Còn một người chào ngày mới với bộ mặt cau có chắc chắn là người khó tính, khó gần, hay lo hay nghĩ. Thứ ba, muốn biết người có quan tâm bạn thật sự hay không, hãy chờ lúc khó khăn. Thời điểm bạn gặp khó khăn trong cuộc sống chính là lúc bạn có thể nhìn nhận một người rất rõ. Nếu người ấy sẵn sàng ở bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua những khó khăn, thì chúc mừng, bạn đã tìm được một người chân thành tốt bụng. Thứ tư, muốn biết gia phong, hãy nhìn cách họ cư xử với người già và trẻ em. Người già và trẻ em thường rất khó chiều, vậy nên muốn biết một người có được dạy dỗ tử tế hay không, hãy quan sát cách cư xử của họ với người già và trẻ em. Nếu họ vẫn hòa nhã, ôn tồn, không nổi nóng, thì chính xác đó là người sống có lý trí, biết suy nghĩ và kiềm chế, được dạy dỗ bảo ban, biết tiếp thu những giá trị nhân văn của cuộc sống. Thứ năm, muốn biết tốt xấu, hãy xem cách người khác đối xử khi họ gặp khó khăn. Muốn biết một người tốt hay xấu, hãy nhìn cách đối xử của những người xung quanh khi họ rơi vào khó khăn bế tắc. Nếu bạn bè xóm làng sẵn sàng giang tay giúp đỡ mà không đòi hỏi báo đáp, thì chắc chắn đó là người tốt, sống có tình, có nghĩa, biết chọn đối tượng để kết giao. Thứ sáu, muốn biết tiền đồ, hãy xem họ có mánh mung tham lợi nhỏ. Những người có tiềm năng làm nên việc lớn thường sở hữu tầm nhìn xa trông rộng. Tính cách quyết đoán nên sẽ không tham lam những cái lợi nhỏ nhặt trước mắt, mà chỉ dồn chí hướng vào những cái lợi to lớn hơn. Những người như vậy, tâm tính cũng sẽ rộng rãi và giàu nghị lực. Thứ bảy, muốn biết một người có đáng tin, hãy nhìn vào lời hứa. Một người đáng tin cậy chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa của mình. Họ không bao giờ hứa hươu, hứa vượn, cốt để lấy lòng người khác. Thứ tám, muốn biết chân tâm, hãy nhìn vào ánh mắt người đó. Người xưa có câu, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn và là thứ duy nhất không biết nói dối. Vậy nên, nếu muốn biết tính cách chính xác của một người, thì hãy để ý quan sát ánh mắt người đó khi giao tiếp. Nếu là người đĩnh đạc, nghiêm túc, thì ánh mắt cũng sẽ vô cùng kiên định và ngay thẳng. Còn nếu là người gian dối, giả hoạt hay tính toán, thì ánh mắt sẽ liên tục láo liên như mắt lươn,
không thể che giấu sự gian manh, tính toán. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào. Câu ngạn ngữ này rất đúng với những người thành công khi họ chọn lựa kỹ lưỡng người kết giao cùng. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, những người thành đạt luôn biết tạo dựng những mối quan hệ tốt và chọn bạn cũng là một trong những nghệ thuật mang đến sự thành công của họ. Những người bạn tiềm năng mà người thành công kết bạn đều có những đặc điểm chung sau đây. Thứ nhất, những người tham vọng. Người thành công thường kết bạn với những cá nhân thành công khác và tạo nên một mối quan hệ hữu nghị gắn kết, bởi cả hai đều có chung niềm khát khao được vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp. Người thành công hiểu rằng những nguồn cảm hứng mãnh liệt và liên tục bao quanh chính là động lực thúc đẩy và nuôi dưỡng họ một tinh thần cầu tiến và bền bỉ. Bởi vậy, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu mà họ chọn bạn chính là sự tham vọng. Thứ hai, người sẵn sàng học hỏi. Chọn một người bạn thông minh để giúp nhau cùng tiến bộ và thúc đẩy bản thân có ý thức làm giàu thêm hiểu biết là vô cùng quan trọng. Đó chính là lý do người thành công luôn muốn làm bạn với những người ham học. Kết bạn với những cá nhân ham học hỏi, người thành công không chỉ trau dồi thêm được những kiến thức bổ ích, mà trong quá trình chia sẻ kiến thức với bạn bè, họ thêm một lần nữa ghi nhớ kiến thức cho bản thân và tích lũy kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp cho những tình huống có thể xảy ra sắp tới. Thứ ba, người tích cực. Người thành công nhận thức rõ tầm quan trọng của thái độ lạc quan và cái nhìn tích cực về cuộc sống. Họ cũng hiểu rằng, dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc chán nản và thất vọng. Và đó chính là lúc họ cần đến những lời động viên từ những cá nhân tích cực khác để vượt qua khó khăn đang gặp phải. Thứ tư, những người đạt được nhiều thành tựu. Một nhân tố quan trọng khác nữa mà người thành công tìm kiếm ở người bạn tiềm năng chính là những thành quả mà họ đạt được với năng lực thực sự của bản thân. Càng đạt được nhiều thành quả, bạn càng thành công. Việc đạt được nhiều thành tích còn cho thấy bạn khao khát thành công đến mức nào, và đó cũng chính là động lực thúc đẩy người thành công không ngừng hoàn thiện để làm dày thêm chiến công cho chính mình. Thứ năm, người truyền động lực. Có lẽ không ít người sẽ tự hỏi vì sao người thành công luôn giữ được ngọn lửa khát khao giành chiến thắng và không ngừng tiến bước dù cho có phải trả giá cao đến mức nào. Để vững tâm đạt được mục tiêu thì ngoài những nhân tố tự thân và tại thiên, người thành công cũng cần được tiếp lửa từ những nguồn cảm hứng từ bạn bè, bên cạnh những người thân khác trong gia đình, bởi động lực chính là nguồn năng lượng thúc đẩy bất kỳ ai thực hiện một mục tiêu nào đó. Bởi vậy, với người thành công, chọn bạn cũng chính là tìm kiếm cho mình một nguồn động viên để nỗ lực trong những lúc cần được tiếp thêm sức mạnh.